Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành vẽ tủ đồ. Trước tiên các bạn hãy cùng tôi kiểm tra kích thước và đơn vị xem đã thống nhất chưa. Phần của tôi thì đã hoàn thiện rồi. Còn các bạn hãy kiểm tra đơn vị bản vẽ các bạn về mm hay chưa. Chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất đơn vị mm. Sau đó chúng ta cùng nhau hoàn thiện cái tủ đồ này. Tiếp theo ta import, chọn import. Và chọn đến file mà các bạn có ở cái thư mục mà chúng tôi đã chép cho các bạn. Và chúng ta cùng nhau thực hành tủ đồ. Các bạn import cái file tủ đồ lên. Các bạn bấm vào biểu tượng và dẫn tới thư mục. Tôi chọn tủ đồ, Packet. Tôi chọn Open. Sau khi Open, tôi thấy ở đây đơn vị mm. Tôi thấy đã được rồi, tôi không cần phải rescale nữa. Chúng ta Enter để cái file này nó mạc lại. Sau khi import được file vào, các bạn chọn đối tượng file chúng ta. Dùng cái lệnh xoay. Kích hoạt chế độ làm tròn góc xoay. Chúng ta sẽ xoay đúng 90 độ. Sau đó tôi chọn đến đối tượng mặt bên này, chúng ta cũng xoay 90 độ theo trục Z. Trừ 90 độ thì đúng hơn. Tiếp theo các bạn chọn lệnh di chuyển. Kích hoạt chế độ bắt điểm 3.0. Chuột phải vào chọn chế độ bắt điểm Vertex. Chúng ta bắt điểm cho đối tượng này vào đây. Nếu như các bạn bắt mà không vào như tôi thì có thể nhấn phím Alt D để mở khóa. Sau khi xong, chúng ta về chế độ hai cái cửa sổ ở đây để quản lý cho dễ. Ở cửa sổ bên này tôi chọn mặt property phối cảnh, các bạn nhấn KZ, nhấn phím F3 để hiện đối tượng của chúng ta. Mặt này chúng ta sẽ luân chuyển các mặt phẳng qua nhau. Tôi tạm thời nhấn top Z. Công việc tôi làm là tôi sẽ chọn đối tượng này, bỏ bắt điểm đi, nhấn phím S bỏ đi và di chuyển nó về cung phần tư này. Di chuyển đúng góc phần tư này, chúng ta dựng hình sẽ dễ dàng hơn. Nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Bấm vào biểu tượng này, zoom lại gần hết. Tôi nhấn G ẩn đi, ẩn lưới. Để dựng hình đối tượng này, trước tiên chúng ta cùng nhau về mặt font, mặt nhìn về trước vào. Nhấn phím Z, zoom lại gần. Ở bên này tôi cố tình để về phối cảnh cho các bạn quan sát cho nó dễ. Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành dựng hình như sau. Các bạn chọn về đối tượng 2D, chọn Rectangle. Bỏ cái dấu Star New Shape này đi. Cái dấu này có nghĩa là hai đối tượng tôi vẽ ra nó sẽ cùng chung một cái đối tượng, nó không tách rời. Còn nếu click vào đây thì hai đối tượng vẽ ra nó sẽ tách rời nhau. Tôi bỏ đi, bắt đầu vẽ. Chế độ bắt điểm ở đây dùng 2.5 bởi chúng ta đang trên mặt phẳng. Và chỉ có Vertex mà thôi. Tôi kéo đối tượng này. Sau đó tôi kéo tiếp cái đối tượng bên trong. Ở bên này các bạn thấy chúng ta đang vẽ một cái rectangle. Qua Modify chọn lệnh Extrude. Cái tủ này có độ dày 600, cái Extrude 600, Enter. Thì lập tức ở bên đây chúng ta thấy là độ dày chúng ta đã có rồi. Rất dễ phải không các bạn? Bây giờ để chính xác hơn, tôi sẽ chọn về chế độ này. Tab, tôi sẽ chọn hai đường sáp này. Bắt điểm sao cho nó khít hoàn toàn thì thôi. Bằng cách như sau, chọn xong chúng ta bấm vào cái lệnh khóa này. Bắt điểm từ đây vào đây. Là tôi đã khóa đối tượng và chọn bắt sát và dính rồi. Muốn thì tôi có thể bắt từ đây qua đây tiếp. Ok. Bắt sát và chính xác. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ bên mặt phẳng này. Bây giờ tôi đã chọn một cái khung bao này. Muốn bỏ bóng đổ chúng ta chọn một cái hiển thị khác. Sát được. Tôi sẽ qua bên này và chúng ta cùng nhau mô hình tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái thanh ngang ở đây. Như ngăn tủ. Tôi cũng dùng rectangle và bắt điểm 2.5. Tôi kéo từ đây. Các bạn vừa nhấn chuột trái vừa ấn chặt cái bánh xe để chúng ta thành bàn tay đẩy qua này và bắt được vị trí bên dưới này. Điều này chỉ có ở Body Mark 2014. Còn đâu nếu ở các phiên bản khác thì các bạn có thể bấm một đỉnh rồi nhấn phím Y, Y ngắn dò qua bên này thì nó cũng ra thôi. Tiếp theo qua Modify, chọn Extrude. Cũng 600. Và bên này nó đã hiển thị cho chúng ta thấy rồi, 600. Bây giờ để vẽ những thanh ngang bên dưới này, các bạn làm như sau. Kích hoạt chế độ bắt điểm 2.5. Giữ Shift. Khóa đối tượng sẽ kích hoạt lên, giữ Shift, kéo từ trên xuống dưới này. Chúng ta sẽ được một cái thanh tiếp theo. Chọn đoạn Copy. Các bạn convert nó qua Poly. Nhấn phím số 1 trên bàn phím, chọn hai đỉnh này. Chúng ta sẽ kéo vào đây.
Khi mà kéo màu hiện tượng này nó không khóa chụp, các bạn nhấn phím Alt D này, nó sẽ khóa chụp. Các bạn kéo sát cái vị trí cầm đầu chụp kéo ở cái đỉnh bên dưới này, nó sẽ tự căn đều. Sau đó chúng ta thoát ra. Tôi sang tab thứ ba này, tôi áp Fake Pivot Only và đưa cái pivot của nó về trung tâm cho nó dễ điều khiển. Tiếp theo các bạn khóa đối tượng lại, cứ shift kéo trên này xuống. Một đối tượng tiếp theo, bắt đầu chúng ta được hai đối tượng rồi. Khóa lại, giữ shift kéo trên này xuống, ba đối tượng. Khóa lại, giữ shift kéo trên này xuống, bốn đối tượng. Chúng ta đã được bốn cái ngăn. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thanh đứng này, cái ngăn đứng, ngăn giữa hai cái hộc tủ đứng và cái hộc tủ trượt bên này. Các bạn chọn phím E trên bàn phím về lệnh xoay. Chế độ này được kích hoạt, chúng ta giữ shift và xoay đối tượng 90 độ là nó vừa xoay vừa copy. Sau khi xoay xong, các bạn chuyển qua lệnh di chuyển. Kích hoạt bắt điểm bằng phím S, khóa đối tượng này và kéo từ đây qua đây. Thì các bạn thấy ngay rằng cái độ dài nó từ đây đến đây thôi, ở bên này nó có báo chúng ta. Các bạn nhấn phím số 1, mở khóa, chọn đối tượng này và kéo này. Cầm đầu chụp kéo bằng cái mép bên này, nó sẽ tự kênh giống như chúng ta. Cái thao tác cầm cái đầu trục là chúng ta đã khóa trục rồi. Còn nếu cái biểu tượng này các bạn làm mà không được thì nhấn Alt D này, chúng ta sẽ khóa được đầu trục lại. Hiện đây tôi nhấn phím số 1 hoặc là bấm vào biểu tượng này. Và tôi khóa đối tượng, giữ Shift Copy luôn sang bên này. Một cái vách ngăn nữa. Giữ Shift kéo qua đây. Dạng Copy, ok. Là tôi đã hoàn thiện xong những cái vách đứng, vách ngang. Ở dưới chúng ta còn cái vách nữa. Chúng ta chọn nhanh. Có thể qua bên này chọn chuột chọn cũng được. Các bạn chọn bên này. Chọn vách này. Tôi đã không chọn được đối tượng này. Bởi vì nó đang để chế độ chọn đường 2D thôi. Tôi chọn ôn và chọn đối tượng này. Sau đó giữ shift kéo xuống. Tôi khóa đối tượng lại. Bắt từ đây vào đây. Nó quá dài. Chúng ta nhấn phím số 1 hoặc là chưa nhấn được số 1, các bạn thấy đang lại chút, tôi chuyển đổi. Nhấn phím số 1. Không kéo được bởi vì đang khóa. Tôi chọn đối tượng này. Kéo đỉnh từ đây qua đây. Vậy là tôi đã có cái ngăn dưới. Nhưng nếu ngăn dưới tôi để thế này thì rõ ràng nó không đúng như lắm. Nó không dài đến cỡ này. Tôi chọn về mặt lát. Tôi thấy rằng cái ngăn dưới của tôi nó chỉ đến đây thôi. Thì tôi chọn cái đỉnh này. Tôi kéo lại. Bằng cái vị trí này thôi. Và thậm chí ngăn trên này cũng vậy. Đến số 1. Tôi kéo từ trên xuống dưới thôi. Chỉ bằng ngăn này thôi. Đúng vị trí đường thẳng. Sau đó các bạn có thể nhấn phím tắt để cho nó nhanh. Các bạn nhấn FZ để về cái mặt nhìn trước vào. Hồi đầu tôi vẽ thì cố tình làm thao tác chậm, các bạn dễ hiểu và bắt kịp. Nếu mà các bạn đã làm quen rồi có thể nhấn nhanh phím tắt cho nó tiện. Và ngay cái việc tôi để hai cái cách nhìn thế này cũng để các bạn quan sát thấy mà thôi. Còn đâu nếu mà làm chuyên nghiệp là các bạn sẽ không cần phải sự hiển thị của cái mặt Profity. Tiếp tục tôi kéo cái đỉnh từ dưới lên. Nhấn mép trên này. Còn thực chất ở dưới này vẫn còn một ngăn nữa. Nhưng mà cái tấm này là tấm chịu lực. Vì vậy các bạn nhấn phím Ctrl V, chọn copy, ok. Nhấn phím số 1, kéo đối tượng này xuống dưới, chúng ta tiện thể copy luôn. Và kéo đỉnh trên này xuống dưới. Vậy là chúng ta cơ bản đã xong các cái ngăn tủ một cách rất là nhanh và gọn gàng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đối tượng lưng đằng sau. Tôi cũng dùng rất xăng. Với cái lưng này tôi sẽ chút lên khoảng 20. Hoặc là trừ 20 thì chuẩn hơn, bởi vì nó sẽ đẩy về đằng sau. Vừa khít cho chúng ta luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cái thanh treo đồ ở đằng này. Các bạn về mặt lát. Thanh treo đồ của chúng ta ở vị trí này này. Các bạn vẽ như sau. Chọn một cái khối cơ bản. Tôi dùng slider, nhưng cách khởi tạo tôi là từ cạnh, vẫn chọn chế độ bắt điểm, tôi bắt từ cạnh này qua. Các bạn đẩy lên một khoảng, thì thấy rằng bên này cái khối nó đang nhô ra này. Tôi cứ đẩy lên một khoảng bất kỳ đi, rồi chúng ta chỉnh kích thước sau.
Chiều cao bây giờ tôi cho khoảng 500. Và hai sít mình tôi cho bằng 0. Áp sít mình cũng cho bằng 1. Số sai cho 32 cho nó tròn. Bây giờ các bạn ở bên cái vùng nhìn này, nhấn FZ. Khối chúng ta đang ở vị trí này. Các bạn có thể di chuyển trong này một khoảng. Các bạn trượt phải con vật đối tượng qua poly. Nhấn phím số 1. Kéo đối tượng này từ đây vào đây. Sau đó chọn cạnh. Chọn hết cạnh thì phía dưới. Các bạn chuột phải chúng ta sẽ còn nét. Tôi chọn hai cạnh. Và các bạn đẩy. Đẩy nó về hai phía đều nhau. Ta cho trùng khít mấy cái phần đoạn cạnh này. Bây giờ tôi có thể cho chính xác bằng cách bấm vào chọn Window, kéo chọn bao cạnh này. Sau đó bắt điểm chính xác vào vị trí này. Bên này tôi cũng làm tương tự. Các bạn có thấy rằng biên của chúng ta thì đúng rồi. Có điều cái phần thanh trượt này có vẻ hơi lớn vì chúng ta nhập sai kích thước cho khối cylinder. Để lấy lại chính xác cái đối tượng này chúng ta làm như sau. Ăn dằn thứ cứ, chọn mặt phẳng. Chọn chế độ costing, kéo chọn đối tượng này. Chúng ta cùng nhau vào lại scale. Tôi kéo đối tượng này xuống. Sao cho nó có một cái kích thước tương đối, kéo từ ở giữa các bạn. Ở đây tôi thấy đã khớp đúng vị trí này. Nhưng bây giờ nó xảy ra hiện tượng là nó keo đều. Cái này các bạn không lo lắng làm gì. Thế là chọn đối tượng này, chọn đỉnh. Các bạn di chuyển lại. Di chuyển sao cho nó trùng với vị trí này là ok. Bạn bắt điểm. Chọn đỉnh này. Nó đẩy nó này. Bắt vào vị trí này thôi. Mình mắc lỗi và mình cũng phải biết cách sửa lỗi ở đây. Tôi chọn về cái chế độ Polygon. Bây giờ tôi sẽ dựa vào chế độ này tôi sẽ vẽ. Để mà sửa lỗi của tôi, các bạn nhấn Alt Q lên. Ở đây chúng ta có các cái bề mặt, các bạn chọn bề mặt, chọn cả hai bề mặt luôn, Control chọn thêm, hiện lại các đối tượng. Ở đây chúng ta chọn thật phải, Extrude, Extrude ra 10. Vậy là tôi đã sửa đúng thước mà chúng ta đề ra, tôi đồng ý luôn. Chúng ta cùng nhau kiểm tra, thì thấy rằng bề mặt chúng ta đã hoàn toàn đúng và chính xác rồi. Vấn đề ở đây chúng ta mắc lỗi và chúng ta phải biết cách sửa lỗi thế nào sẽ hợp lý. Sau khi làm xong tôi sẽ thoát chế độ này ra và copy cái đối tượng này qua đây này. Sau đó khóa đối tượng lại. Di chuyển nó đúng cái vị trí này. Vậy tôi đã hoàn thiện xong hai thanh treo đồ. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện các cái đối tượng cửa. Chúng ta sẽ hoàn thiện từ trên xuống dưới. Tôi dùng đối tượng rectangle. Vẫn dùng chế độ bắt điểm và bắt vào đây. Đây là đối tượng cửa trượt. Tôi chọn bắt điểm xuống dưới này cũng được hoặc qua đây. Còn đâu nếu mà không bắt được vào đây chúng ta tính sau. Sau đó các bạn chuyển đổi đối tượng này qua SPline. Nhấn số 1 trên bàn phím, chọn đỉnh này, kéo cho nó bắt lên trên này là được. Tôi có thể bắt qua bên này cũng được, miễn sao mình có một bắt điểm cho đúng là xong. Chọn nữa này, bắt từ đây qua đây, đó, bắt đúng vị trí là ok. Rồi chúng ta chọn lại ép chút. Và độ dày của cái này là 10. Trừ 10. Tôi có thể quan sát nó ở đây này. Sau đó tôi sẽ kéo ra đây. Tôi sẽ ứng dụng lệnh xóa hàng đây, Antlas A, chọn cái khối lớn này. Chúng ta sẽ chọn min min cho chụp Y.
bạn có thể nhấn phím Ctrl V để copy đối tượng sau hàng tiếp của đối tượng này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn min max nó vào trong. Ok, bởi vì cửa chúng ta đây là cửa trượt, trượt qua trượt lại các bạn. Và nếu muốn bắt chính xác thì ở đây chúng ta sẽ về lệnh di chuyển khóa đối tượng bên phím S này, bắt vào đây cho nó thực sự chính xác luôn. Chúng ta cùng nhau hoàn thiện cái tay nắm để chúng ta kéo qua kéo lại. Ở đây là một cái dạng tay nắm tròn. Tôi sẽ vẽ hết sức đơn giản như sau. Chọn đối tượng Slider. Vẽ từ cạnh ra. Tôi cho nó 2, chiều cao 10. Đang ở đâu đó trong này này. Mình sẽ so hàng để nó tiếp xúc đối tượng này đây. Antlion A đây. Max min. Ok. Ra có rồi này. Tôi có thể nhấn Alt Tab Q cho nó lớn này. Tiếp theo chúng ta convert chuyển đổi nó qua poly. Chọn số 2 cạnh. Chọn một cạnh. Nhấn ring để nó chạy xung quanh, chuột phải chọn connect. Một đối tượng thôi. Sau đó chọn bề mặt. Giữ shift chọn bề mặt thứ hai. Chúng ta ép chút đối tượng lên. Chọn local. Vậy là chúng ta đã có cái tay nắm để chúng ta kéo ra. Chọn bề mặt này, bỏ bắt điểm, kéo ra. Ok. Để hoàn thiện xong cái tay nắm để kéo cửa rất nhanh. Chúng ta cùng nhau copy cái đối tượng này qua. Tôi giữ shift kéo này. Ok, nếu bạn muốn chính xác chúng ta cùng nhau bắt điểm cho nó chính xác. Tôi chọn bắt điểm, khóa đối tượng, kéo từ đây vào đây. Nhưng các bạn chú ý là cái cánh này nó âm ở trong một khoảng, nên là chúng ta sẽ phải so hàng cho nó tiếp xúc. Bạn thấy chưa, nó chưa có dính rồi. Ok. Tiếp theo tôi sẽ chọn hai cái đối tượng này. Control chọn thêm. Giữ shift copy xuống dưới này luôn. Và tôi sẽ nhóm các đối tượng này lại với nhau. Hai đối tượng này thành một nhóm. Group. Và hai đối tượng này thành một nhóm. Và khi di chuyển nó sẽ di chuyển theo nhau, chứ không di chuyển từng đối tượng một. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thiện đối tượng cửa bên dưới này. Tôi chọn rectangle. Và cũng vẽ để hoàn thiện đối tượng này. Bắt điểm. Ok. Trả lệnh ép chút. Cũng âm 10. Và trên phối cảnh tôi kéo này. Các bạn thấy. Nó ở đây. Cũng sao hàng. Min min phải chú ý. Để vừa tiếp xúc thôi. Nếu sao hàng kiểu này thì chúng ta sẽ cần phải giảm đối tượng này đi nhỉ. Âm vào khoảng 20 thì nó mới đúng. Chọn đỉnh. Âm 20 để chúng ta có khe lọt để kéo cửa qua lại giữa hai cánh cửa này. Tôi nhập 20. Và nhấn tiếp cần chuyên V. Copy. Và sao hàng tiếp. Min max. Ok. Chúng ta kéo nó qua đây. Đây cũng là một cái dạng cửa trượt. Bắt điểm chính xác, chúng ta sẽ bắt điểm trên mặt này. Nhấn phím S, khóa đối tượng, bắt từ đây vào đây. Công việc còn lại chúng ta sẽ làm sao cho vị trí này nó trùng vào đây là xong. Ok. Bên này cũng tương tự. Về cơ bản thì nó thẳng vào trùng rồi, nhưng mà nó chưa tiếp xúc, chúng ta vẫn phải dùng lệnh so hàng để cho nó tiếp xúc. Alt+A bấm vào.
Mắt bằng mim. LI, bên này cũng tương tự. Chọn cùng một đối tượng này thành một nhóm. Ở vị trí này chúng ta còn thiếu cái kệ để cái giày. Giày dép các bạn. Giày tôi sẽ dùng lệnh line. Từ đây. Lên trên. Để chút thành một cái kệ để cong queo tí không sao. Chúng ta sẽ khắc phục sau. Yes, đóng cái đường này lại. Các bạn nhấn phím số 1 trên bàn phím, nhấn Ctrl A, chuột phải vào màn hình. Chọn Corner để đưa các đỉnh về dạng góc. Riêng đỉnh này tôi sẽ kéo xuống một chút, theo trục này. Nhấn Alt Plus D này, để nó bằng. Bây giờ chúng ta chọn lại Extrude. Đẩy lên một khoảng, giả sử 5 căn. Các bạn thấy nó đang ở bên ngoài. Di chuyển bằng tay và kéo cái trục X này vào. Sau đó về mặt FZ, mặt con. Chuột phải Convert to Editable Poly, nhấn phím số 1, chọn tất cả những đỉnh này. Cầm cái đầu trục này, nhấn phím S này, bắt điểm, chúng ta kéo. Bên này cũng tương tự. Ok. Phần còn lại tôi sẽ nhấn Shift, kéo qua đây. Số 1, tiếp tục kéo các đỉnh này. Ok. Bây giờ chúng ta đã có cái kệ để giày rồi. Các bạn chú ý rằng nó phải có cái G để khi mà để giày nó khỏi chân tuột xuống dưới này. G này chỉ cần nhô lên một chút thôi cũng được. Chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái cửa còn lại. Thì để hoàn thiện nhanh chúng ta làm như sau. Tôi chọn hai đối tượng cửa này, có thể chọn trên phối cảnh cũng được. Một, cần chọn hai. Hoặc là tôi sẽ chọn một thôi cho nó dễ. Tôi sẽ giữ phím Shift copy qua này. Bây giờ tôi bắt điểm cái vị trí này, các bạn khóa lại, bắt cho chính xác và khỏi chọn nhầm đối tượng, bắt vào đây là tôi đã có cái vị trí để tôi trùng cái tay nắm rồi. Đang ở nhóm này tôi sẽ bấm vào Modify List, nhấn phím E qua Edit Poly và nhấn số 1, sẽ chuyển đổi cả cái nhóm này qua cái chế độ nâng cao và chúng ta sẽ hiệu chỉnh được ngay lập tức. Mở khóa và kéo chọn đỉnh, chúng ta kéo bắt đúng vị trí này. Lập tức các bạn thấy rằng nó đã vào đúng vị trí rồi. Đó, cái cánh này là cánh mở ra, không trượt qua trượt lại. Vì vậy là bắt vào trung đoạn cái đoạn này. Tôi chọn hai cái đỉnh này. Đỉnh trên, cần chôn đỉnh dưới. Tôi kéo từ đây vào đây thôi. Để bắt trung đoạn đoạn này chúng ta sẽ cần kích hoạt chế độ này. Các bạn chuột phải vào đây. Chọn Pinpoint. Đóng lại. Và tôi bắt đầu bắt. Đúng cái vị trí này. Ok, nếu không cần sử dụng nữa chúng ta sẽ bỏ đi. Giờ tôi nhấn cần chân V để copy đối tượng nữa. Dạng copy. Tôi mirror nó qua trục X. Ok. Và bắt điểm. Chính xác. Thế là tôi đã có hai cánh cửa rồi. Nhanh hơn nữa là chọn cả hai đối tượng này. Tôi chọn thành một group tiếp. Và giữ Shift kéo xuống dưới này. Bây giờ tôi sẽ bắt điểm vào vị trí này. Nhưng trước khi bắt điểm tôi nhận thấy rằng mình cần phải mirror đối tượng lên trên, đối xứng lên trên. Tôi mirror qua trục Y. Sau khi mirror đối tượng này, chúng ta chọn qua Modify, nhấn phím E. Chọn Edit Poly. Nhấn phím số 1 trên bàn phím. Tôi kéo các cái đỉnh này lên trên này. Trùng luôn. Tôi chọn tất cả cái đỉnh này cũng được. Khóa lại và cầm cái đỉnh này. Chỏ bắt đúng một đỉnh này, kéo lên trên. Còn những đối tượng này chúng ta nó hơi lệch một chút. Tôi mở khóa ra, chọn những cái đỉnh này thôi. Chúng ta sẽ kéo vào. Sao chính xác thì thôi. Ok, tương tự. Đã chính xác rồi. Thì dưới này chúng ta cũng vừa hoàn thiện xong. Thực ra quá trình chọn đỉnh là tôi đã chọn tất cả các đối tượng tay nắm cửa này rồi. Công việc còn lại chúng ta sẽ hoàn thiện đối tượng cửa bên ngoài mà thôi. Tôi mở khóa và tiếp tục hoàn thiện cửa bên ngoài cùng.
Nếu mà thấy nó nhỏ quá, chúng ta có thể nhấn Alt Plus Q để nó lớn lên. Xin lỗi các bạn, nhấn Alt Plus V kép. Tôi chọn Rectangle, bắt điểm 2.5. Và tôi bắt như sau. Vị trí dưới này, bởi vì cửa trượt chúng ta trượt qua trượt lại dưới thôi. Trên này chúng ta đã có cửa rồi. Nhấn chặt trượt trái, kéo xuống, trong quá trình kéo thì nhấn chặt cái bánh xe để đẩy xuống dưới này. Nếu mà không phải mắc 14, các bạn nhấn phím Y ngắn, vừa nhấn vừa di chuyển con trỏ chuột, bắt vào vị trí này. Ok. Và chúng ta cũng tiến hành ép chút. Cửa này chúng ta phải dày khoảng 20 mm. Tôi tiếp tục so hàng. Antlat A. Y. Min min. Ok. Nhanh hơn chúng ta cần chân V. Chọn copy và so hàng tiếp. Tôi kéo ra một chút. Antlat A bấm vào đây. Chọn min max, nó vào bên trong. Ở trong quá trình chúng ta kéo để di chuyển chính xác hơn và trông nó đẹp hơn thì đối tượng này chúng ta cần phải bằng cái mép này này để nó đỡ hở khe, còn phần hở khe chúng ta để bên này thôi. Tôi chọn đối tượng này kéo qua đây, chúng ta bắt điểm, nhấn phím S. Đối tượng này kéo qua đây. Android D này, khóa trục. Đấy, chúng ta đã hoàn thiện xong cái cửa này. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái cửa này. Nó kiêm luôn cái chức năng làm gương. Chọn cái đối tượng cửa này. Nó phím Shift kéo qua đây. Bắt điểm. Sẽ copy. Chuyển đổi nó qua khối nâng cao poly. Nhấn phím số 1. Kéo sao cho đối tượng này nó bằng cái vị trí này, tầm trục Y, kéo. Ok. Ở đây cũng vậy. Tương tự với cái đỉnh này. Và đỉnh này. Nó phải tiếp xúc với vị trí này. Hết sức chính xác. Sau khi xong thì các bạn thấy rằng chúng ta đã có cái đối tượng tủ rồi. Ở đây chúng ta đang cần hai cái tay nắm để chúng ta kéo đi kéo lại. Thì chúng ta phải copy trực tiếp hai đối tượng này. Chúng ta mở group ra, open. Bên này tôi open group ra. Open. Chọn tay nắm thứ nhất. Chọn tay nắm thứ hai. Giữ thêm shift kéo lên. Nhấn OK, chọn dạng copy. Chúng ta cho bằng cái vị trí này. Bây giờ để tay nắm mà nó tách ra khỏi nhóm này. Chúng ta đang chọn cái đối tượng. Chúng ta vào group. Detach. Nó tự tách ra. Và bây giờ tôi sẽ nhấn Ctrl A. Group. Close. Đóng các nhóm lại. Nhưng dường như các cái đối tượng này chúng ta nó chưa xúc với đối tượng bề mặt này. Chọn hai đối tượng. Nhấn Alt A. To hàng. Chọn mắc bằng mấy min theo y. Ok. Tôi sẽ sao hàng đối tượng này lại. Ona mắc min. Ok. Bên này cũng vậy. Để chắc chắn rằng nó đã tiếp xúc. Và nhóm các đối tượng lại với nhau. Tay này, mấy cửa này. Group lại. Và tay này, mấy cửa này. Group lại. Tiếp theo chúng ta sẽ phải kiểm tra xem những cái cánh này nó hoàn toàn hợp lý chưa. Tôi sẽ kéo thử ra xem thế nào. Chúng ta chưa có cái chặn bên dưới này. Nếu như vẽ mà để không nhìn thấy chúng ta bỏ qua cũng được. Nhưng mà tôi sẽ vẽ cách chính xác. Tôi kiểm tra bên trên nữa. Bên trên cũng chưa có. Trong là các thanh thì đã có rồi. Nhưng mà về bản chất các thanh này cũng phải vào trong 10 mm. Để cái cửa này nó vừa khít luôn. Tôi sẽ chỉnh sửa lại sau. Tôi về mặt led. Tôi chọn những thanh đứng này. 1, 2, 3. Tôi sẽ nhóm nó lại. Chuyển đổi nó qua poly. Kéo các đỉnh. Và nó chạy theo trục X này khoảng trừ 10. Ok.
Về mặt nhìn được trước FZ, chúng ta sẽ copy cái thanh đứng này để chúng ta hoàn thiện hai thanh đứng trên và dưới. Để dễ dàng hơn, chúng ta đã chọn hai cánh cửa này, ẩn nó đi. Bây giờ tôi sẽ chọn đối tượng này, giữ phím Shift đẩy qua đây, nhấn phím số 1, kéo đỉnh này bằng, bắt điểm, bắt đúng ở vị trí này, Ctrl D, OK, về left test, kéo từ đây qua đây, Ctrl D kích hoạt lên. Bây giờ giữ Shift và copy trực tiếp xuống. Các bạn phải bằng FZ để chúng ta quan sát dễ hơn và di chuyển. Số 1. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện xong chiếc tủ. Bây giờ các bạn có thể chọn đối tượng 2D. Nếu không dùng nữa chúng ta chọn và xóa đi được rồi. Tôi có thể kéo ra để xem có phải chính xác nó hay không. Ta nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa đối tượng này đi.